xin kính chào các bác, các cô, các chú trên cộng đồng mạng cũng như các bác, các cô, các chú trong nước Việt Nam cũng như ngoài nước Việt Nam. Em xin chào các anh, các chị ở Canada cũng như ở Campuchia, Lào, Miến Điện. Em xin chào tất cả toàn thể mọi người. Hôm nay cửa hàng chúng em, cửa hàng tên là Trung Tiên, em là Lò Văn So. Hôm nay em xin xì Văn Miêu giới thiệu cho các bác một em máy này có tên là MS660 của hãng S-Tin. Máy này hãng sản xuất chính là của Đức nha các bác. Các bác đừng lầm, không phải là của Brazil nhé. Thì con máy này là máy đã qua sử dụng, nhưng về cơ bản thì con máy này là vẫn còn zin các bác ạ. Hệ thống nội thất bên trong của em nó như sau: nòng zin, bạc bít tông zin, rên zin, bạc đạn zin. Đó. Về nồi zin, chén nhôm zin, bình xăng zin, bình xăng lớn cũng zin, nắp trục giật cũng zin, lửa cũng zin, nắp trục này cũng zin, bô lửa cũng zin. Đó, tóm lại cái gì cũng zin. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu sơ lược cho các bác xem về con máy này. Con máy này về bên hệ thống nồi em xin phép được tháo ra để cho các bác xem. Các bác cùng nghiên cứu với em. Bác nào cảm thấy được thì cưới em nó về nhà làm vợ. Chén nhông của nó còn zin nha các bác. Đó. Thì về bộ nồi này các bác thấy nó còn rất là dày đó. Và độ lắc nó không có bao nhiêu hết, thì chứng tỏ nồi này còn xài được. Nếu như cái nồi này mà bị mỏng, lắc nhiều thì xài rất là nhanh đứt nồi xo và xài nhanh hư. Các bác lưu ý cho em vấn đề đó. Và cái cốt này của nó các bác nhìn còn rất là phẳng, rất là đẹp, rất là ok. Cho nên là nó sẽ hạn chế được cái việc bị xúc phe các bác ạ. Nhiều khi nhiều bác xài phải mấy cái cốt nó bị mòn rồi, nó bị xúc phe liên tục. Một ngày xúc ba cái phe là tiêu đời rồi. Đó. Thì em xin giới thiệu cho các bác về cơ bản về cái phần chén nồi nhông này là như thế. Em xin phép được gắn vào để em tiếp tục giới thiệu về phần khác. Đây là cái phe. Rồi tiếp theo về phần trục giật, nắp trục giật này. Nắp trục giật này còn nguyên zin của nó. Hệ thống tay giật đàn hồi vẫn còn nguyên zin, em chưa hề thay thế. Đó, tay thắng cũng zin, còn thắng được nha các bác. Đó. Thắng còn thắng được nha các bác. Đó. Và hệ thống bình xăng con. Bộ chế hòa khí của máy này cũng còn zin chứ không phải là của Đài Loan các bác nhá. Hệ thống bình xăng con này em bao các bác là đồ zin luôn. Nếu như bác nào mua mà là đồ lô thì em xin phép được đổi nguyên một con bình xăng mới, bộ chế hòa khí mới cho các bác. Các bác cứ yên tâm. Về cái thằng bình xăng lớn này, cái đuôi gá bình xăng lớn này các bác thấy chưa hề bị chảy xước gì, còn rất là đẹp nha các bác. Đẹp lung linh như ngọc trinh luôn, trắng trẻo mụn mà. Đó, rất là đẹp. Rồi tiếp về phần nòng xi lanh, em xin phép được tháo ra để cho các bác cùng ngâm cứu với em. Em chỉnh camera lại tí. Em chút xíu để em tháo cái nắp chụp về ra. Em cho các bác xem về nòng xi lanh của nó. Đó, em tháo tiếp theo, em tháo buri ra. Đó, xi lanh này là xi lanh zin của nó các bác nhé. Đó, mấy cái hàng zin là nó có dập chữ A. Đó, dập ở đây. Đó. Ở trên này các bác nhìn rất là đẹp chứ không phải hàng lô. Đó, các bác nhìn kỹ cho em đó. Các bác có nhìn thấy chữ đây là trong này nó có dập chữ S-Tin này. Đó, các bác nhìn rõ không? Đó. Các bác nhìn kỹ nhá, cái nòng nó ghi chữ S-Tin. Đó. Nòng zin của nó luôn các bác nhá. Đó, em cảm ơn các bác nhá. Đó. Mấy cái đồng lô là nó không có dập cái chữ này đâu các bác nhá.
hệ thống bô lửa là cũng còn zin đó các bác nhìn thấy không, nên là chữ này nó có chi ghi là SC tin đó, nó có cái mạc thì dập chữ này đó các bác thấy chưa, các bác nhìn rõ nha. Về mặt trước của máy đây, bô lửa, bô không phải bô quay nha các bác, bô này không phải là bô quay, là bô đằng sau này đó. Tổng quan con máy của này của nó là như thế, các bác nhìn rõ nha, em quay rất là sát để cho các bác nhìn rõ, các bác không hề phải thắc mắc. Các bác nhìn rõ chưa? Đấy. Các bác nhìn kỹ nha. Rồi để em tháo tiếp cái phần bên này ra cho các bác xem. Vâng, thưa các bác, em lại xin tiếp tục kính chào các bác. Như hồi nãy em đã cho các bác xem sơ lược về lòng xi nhan của nó, còn zin ở trong chưa hề có một vết xước, vết chày nào hết, vít tâm còn zin của nó hết. Đó. Thì bây giờ về phần bên cái phần nắp trục giật này, em xin phép tháo ra cho các bác. Mạnh quá. Cho các bác xem luôn. Các bác có thắc mắc gì cứ liên hệ hỏi em sẽ trả lời tất cả những gì thắc mắc của các bác. Em tí xíu. Rồi tiếp theo em xin tiếp tục kính chào các bác. Đó. Về phần bô năng lửa này của nó chưa hề gãy cánh nha các bác. Đó. Cánh còn nguyên. IC nửa zin của Đức. Đó các bác thấy IC nửa zin của Đức nó mới có kiểu chữ này. Nó có cái mạc tròn này. Bình thường mấy thằng lô nào nó không có, các bác lưu ý cho em. Đó. Đó em tháo buri ra rồi, nên là quay rất là nhẹ. Đạn vách cứng ngắc nha các bác. Rồi em xin phép được tiếp tục giới thiệu về lam xích của nó như sau. Lam của nó thì là xài lam Estin, lam nữ sạc theo máy các bác, thì cũng xài được một thời gian rồi. Các bác nhìn, các bác quen rồi, các bác cưa, các bác biết là cái đầu Latin này nếu mà nó còn nhiều như thế này, tức là lam còn xài rất là nhiều. Đó, các bác thấy không? Chưa có mòn, chưa có mài gì hết nhá. Lam còn y zin, còn nguyên nó. Rồi xích thì sao? Xích thì cũng xích zin của Estin. Xích này là em gắn xích mới, chứ không xài xích cũ. Cũng không xài xích của Tập Cẩm Bình, Hồ Cẩm Đào, Trung của Hoa. Đó, đồ là còn y zin của nó hết, bô zin. Đó, em sơn được cho các bác xem. Nắp này là chưa bể một vết nào các bác. Lưu ý bây giờ xài, bây giờ máy rất là hay bị bể cái nắp này, bị tét ở đây. Riêng cái nắp này của em là còn nguyên, chưa bị tét gì hết. Các chấu là còn rất là đẹp các bác nhá. Đó. Đẹp lung linh như ngọc trinh. Duyên dáng như mỹ linh. Đó. Ok. Rồi, em gắp sơ vào. Tổng quan như thế, còn cách sử dụng thì các bác chắc là những bác nào mà có xài rồi thì các bác cũng biết rồi. Thì em chỉ giới thiệu sơ qua cách sử dụng để cho những các bác nào chưa có xài máy 660 của SCTeam này thì biết cách sử dụng thôi. Các bác chờ em tí xíu, em ráp vô. Lấy con ốc biết em dùng đâu hết rồi. Đây. Ba ốc nắp chụp. Các bác chờ em tí xíu, em vặn đâu cái. Xích cứng, cái này ốc này phải xích cứng nha các bác. Em xin phép được hướng dẫn cách sử dụng của con máy này như sau. Kính thưa các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các em trên toàn thế giới cũng như trong Việt Nam. Sau đây em xin hướng dẫn cho các bác cách hướng dẫn cách sử dụng máy này. Đầu tiên các bác xài, các bác đổ xăng vô. Xăng là phải xăng pha nhớt, xăng 2 thì. Sau khi đổ xăng vô, các bác đóng cái này này, bóp cái này lên, đóng này này xuống cho em. Đó.
đóng cái nê này xuống, các bác giặt cho em mấy cái đó. Đó, giặt cho em mấy cái, sặc sặc sặc, nó được bập lên một cái, khi nó bập lên một cái các bác bật cái nê lên, các bác giặt tiếp cho em mấy cái nữa, nó nổ quách lên một phát. À, đó, các bác bóc ra lên từ từ, đó thì là bắt đầu các bác có thể giải được rồi. Em xin phép em không nổ vì em quay vào buổi tối nó rất ồn ào, cho nên em xin phép em không nổ các bác nhé. Về cái phần hơi này các bác nhìn kỹ nhá, đó em giật hơi rất là mạnh, rất là cứng đó. Hơi rất là cứng các bác nhá, đó các bác thấy không, đó hơi còn rất là oxy tê con cá chê các bác nhá. Thì các bác yên tâm về gắn lam xích này như sau. Em xin phép em bỏ cái miếng này vô, tí thì em quên. Các bác gắn cái miếng này, cái miếng này các bác xài nhớ nó phải còn nguyên hai đầu này, nếu nó mất là nó sẽ bị xúc xên các bác nhé. Các bác lưu ý cho em. Rồi tiếp theo các bác gắn xích vô. Khi gắn xích vô các bác lưu ý cái đầu mũi xích thì quay về hướng này, nó chạy theo hướng này nhá, nó phi ra đằng trước. Các bác đừng gắn lộn, các bác gắn lộn là không biết cây. Rồi các bác đưa vô ngay cái chỗ nhông đầu tiền, nó vào ngay khớp nhông này đó. Các bác quay nhẹ đều. Ok, rồi các bác gắn tiếp lam vô cho em. Bỏ cái lam này xích về sau. Đó, rồi ok. Các bác gắn tiếp cho em cái nến này. Rồi các bác xếp ốc là vừa vừa. Các bác điều chỉnh xích cho em ha. Các bác điều chỉnh xích cho em, nó đừng căng quá, nó cũng không nhùng quá. Đó, nên một tí. Rồi cỡ này là oxy tê, các bác đẩy nhẹ đi cho em về là được rồi. Đó, rồi các bác xếp cứng vô. Cái con này là cái bộ tăng đưa em tháo ra rồi các bác nhá. Bác nào muốn xài thì em gắn vô cho. Tại vì cái vùng của em là người ta ít xài tăng đưa lắm, cho nên đa số máy này em tháo là không à. Thì bác nào mua yêu cầu em gắn cho thì em gắn cho. Đó, như vậy là xong. Đó, hôm nay em đã giới thiệu tổng quan về con máy 660 này của SCTin các bác. Thì bác nào có quan tâm đến em này thì hãy liên hệ với em qua Zalo. Đó, thì em sẽ trả lời các bác, hoặc các bác ghi dưới cái phần bình luận đó các bác muốn hỏi gì, hoặc bác nào muốn sửa máy thì cũng liên hệ với em. Những bác nào ở xa mà không có gần tiệm gần thợ mà máy nó khó nổ hay là có vấn đề gì thì các bác có thể liên hệ trước với em qua Zalo. Các bác nhớ điện thoại các bác kết nối mạng, các bác chỉ cần điện thoại cho em qua video thì em sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bác qua video để các bác sửa máy tại nhà. Những điều kiện bác quá xa không có tiệm, thì nhiều bác ở miền Bắc miền Trung ở ngoài đó rất là ít tiệm. Mặc dù quê em ngoài miền Bắc nhưng mà em làm việc tại miền Nam này hơn 20 năm rồi. Đó thì em biết ngoài đó là ít loại máy này lắm, mà nói chung là về máy cưa máy cắt cỏ rất là ít. Thì những bác nào ở xa thì bác có thể liên hệ với em, em sẽ hướng dẫn cho các bác sửa máy miễn phí. Đó. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm đến dòng máy này của nhà em. Bác nào có quan tâm thì nhớ nhắn tin cho em nhé. Các bác nhớ bấm sub like, thích video và bấm đăng ký để xem nhiều video mới. Em xin chân thành cảm ơn và chào toàn thể các bác trên toàn thế giới, các bác ở Việt Nam cũng như các bác đang xem trước màn hình. Em là Lò Văn So, xin kính chào các bác.